coi máy này máy đầu tiên nha, mai mình quay kia mình coi thêm máy kia nữa. Mình tới cái máy kìa anh em ơi. Thì cái máy này là Isuzu 3GM nha, nó đấu mà đầu là này là DC60 nha anh em. Đầu máy cắt DC60 chục bôn. Thì cái này là nó 2.4. Đầu này thì có bung anh em ơi. Gió thì 13-6-24 nha. Gió này thì cũng còn liền đẹp. Rồi 3.500. Chế trợ lực nha anh em. Trợ lực ghê không? Trợ lực là dữ ạ. Lực nó mới biết luôn ạ. Đây. Cái máy này thì nó có đuôi sới bên lòng rồi ha. Em quay cái đuôi sới này. Đây đuôi sới nằm đây nha. Đuôi này thì đuôi 1m6. Bông coi. Lử mất tiêu chứ nha. Bên lòng đây nha. Máy của anh đó vậy? Máy à? Dàn sới này lử mất tiêu, găng mất tiêu chân. Đây ông chủ là ông lấy cái bình lại đài nón rồi nè. Đài nón coi thử nha. Má này có bung hết nè. Ba ngàn rưỡi mười. Để ông đem cái đồ lại mình đề lên thử nha. Của em nha, số là 0949 151 490. Em tên Khương á. Tại em gã em quay bên trên kênh YouTube đó, ngày mai em coi em thấy nè, em kêu vô bán. Qua máy anh đem bình lại đề thì mình đi mình vòng mình quay nha anh em. Đồng lúa bao la nha. Lúa này chắc năm xạ cũng tháng mấy rồi, thấy nó có bông rồi anh em. Nước đây nó giật cạn rồi anh em ơi. Năm nay nước bị hạn hán quá ra. Giật cạn queo cái mương luôn rồi. Cái này là cái kinh nước vô trong ruộng.
Đây có cái ngân hàng, di động này. Để cho em đây. Rồi cái mai đẹp đó. Mai này tháng này mà có bông nữa đó, 5 cánh rồi. Không lại à, để cái máy cho anh em xem rồi. Tới nhà Minh Phú đúng không? Tôi với mình cũng bạn bè xưa giờ mua máy không hoài vậy. Để giống gỡ nè. Nó gì mát. Chế em để lên này luôn quá. Đây nè, dây đây nè. Hả? Cái đó hả? Ừ. Ủa này dây mát luôn mà. Hai đây, công. Bên đây tổng nè. Rồi vậy là lấy dây đó dây mát đi. Để này luôn rồi. Ừ, để ngoài trước luôn rồi. Không biết để được không nữa nè. Đổ hồi quá anh em ơi. Máy đổ hoài dữ rồi. Quá trời đổ hoài rồi. Không có chạy hả? À, máy kia mới mua về không có chạy được, còn máy này UTC nào giờ đâu có chạy đâu á. Mà chạy đi. Má đủ hồi quá. Anh tên Cang cái gì? Anh tên gì? Tên Hữu. Hữu hả? Hữu cho để cái gì tên Gia Lâu tên Cang. Đó. Vậy đó hả? Quá đổ hồi quá trời. Xong anh em bây giờ mình đi xem thêm một chiếc nữa nha. Con này con kế tiếp là con Fiat nha anh em. Thì hôm nay chắc mình đi hai chiếc thôi. Coi hai máy thôi nha. Hiện tại thì máy Suzuki nó bị đổ hơi quá cho nên giá mình mua chưa có được anh em ơi, giá nó còn cao. Khi nào mình có trả giá rồi, khi nào người ta bán người ta để cho mình, mình lấy quay cho anh em xem nha. Rồi để mình chạy theo cò là đi coi cái máy khác nha. Cái ắc này anh em ơi, máy này để năm sau năm rồi, vỏ 14 rồi. Nó tối quá quay không thấy anh em ơi.
Thì rồi thì giờ mình mới xem con máy, mình mua được con máy 540 anh em. Giờ mình sẽ di chuyển về, mình lấy xe tải mình lên mình lấy nha. Thì khi mình lên xe tải lên tới chỗ mình lấy, mình sẽ quay cho anh em xem tiếp nha. Rồi anh em chờ mình chạy về nhà nha. Ok. Đó, hai thằng kia ngay cái kiểu sao đó. Hai thằng nắm rồi. Đi ra. Ờ. Này hai thằng hai cái rồi. Thôi bây thằng thấy người vậy cái này nó nằm giữa. Hai thằng khiêng hai cái rồi, nắm tay khiêng hai cái nó giống sao, kiểu sao đâu khiêng nó coi. Nè, đi gì nè. Ờ cũng giống thằng khiêng cái à. Thằng khiêng cái mẹ đấy, đủ gì đó. Ờ thì khiêng cái kiểu nó sao đâu. Nè ơi, đi gì nè ơi. Vô ăn. Đi cho đồng. Ờ. Trời ơi là trời. Chỉ có luôn mình khiêng cái dữ luôn. Tính ra mày ngon hơn. Đúng không? Thằng khiêng cá anh chịu đâu mà thấy đi cái gử khùng. Sáng ăn gì chưa? Có ấy gà ăn không? Có xôi gà nè nè. Cái gì vậy bà nội? Nguyên gói rồi nè. Cái gì vậy? Trời ơi, đợi không nội. Tôi đó đừng có giận. Tôi đó đừng có giận. Xong bét rồi. Ôi trời, xe đời mới xong bét trời. Xe này xe đời cao lắm nghe anh em. 2025 luôn á. Đúng rồi, đời cao rồi, cao hơn chiếc kia. Chiếc kia bước lên cái tới, chiếc này phải leo lên mới cao hơn. Cái chiếc này phải leo lên mà. Rồi lò gạch nha đại ca. Ừ, lò gạch nha anh em. Thì lấy cho dao vậy? Thôi lấy cho lộn. Có ai có con gái gì giới thiệu tôi nha anh em. Cháy đó, đem cùi, chứ đem lùi đó, cháy núi đó. Núi dài, cái này là núi dài, cháy núi dài, có cháy núi dài nữa. Núi dài là bên đây nè. Ủa lộn. Núi dài là bên đây, còn núi đó con to. Không có hiểu về địa lý mà đi nói về lịch sử. Không có biết địa lý mà đi tranh chữ mà lịch sử này kia đồ. Vậy là cái này cô tô vậy, bên đây nó dài nó chạy đó. Ui nắng quá, nắng rồi. Không có gành. Không chịu rồi. Không có gành địa lý mà đi nói về lịch sử này nọ đồ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như ơi. Thế này. Đâu phải cháy bên đây, nấu ở đây đâu có cháy, cháy nấu bên đó đó. Cô tô quá. Có hù à, kệ mặt nạ nè. Vô đây bé ơi, này động đang sợ mũi nữa. Trời ơi trời, vô vô cái này. Quên học gì, bị dí ấn này. Vô ấy rồi, nhảy mũi sáng giờ tính mua thuốc uống mà chưa mua đó. Nó càng câu hả vậy? Nó giống càng câu vậy? Đây con về đây nè cho anh. Đừng có phổi bay ra đây nhảy mũi nữa vậy. Cái bình nó hơi yếu rồi cho anh ơi. Ừ.
Nó tầm 40 cái hả? Kẹp ngang không kẹp. Rồi lấy bình ra đây. Nhóm tới vừa nhóm vừa bẻ rồi. Ghé lại. Mày đâu có nặng dữ thằng này. Về động đất. Nở đi cho anh nở đi. Mang sợ là anh. Bữa nay tôi thua rồi, bữa nay đứng gần đó không được rồi. Giờ lên xe mà sáng giờ nhảy mũi mà gán dữ lắm á. Viêm mũi này mà mười mấy hai chục năm rồi nó không có hết đâu. Ở đâu? Ừ. Rồi. Vậy đó. Rồi. Vậy đó. Không có, nhưng mà có người quen người thân vậy, không ai là người lạ này kia. Đó, nhìn mấy cái bụi bụi bay vậy đó, tôi lại là dính liền đó. Rồi mới tiếp nè. Tiếp rồi. Uống thuốc mà nó cầm chừng rồi chứ nó không hết. Không hết nổi. Nhất là trời nắng này là dễ bị nè. Như quay ra mà mưa liền á. Nắng để nhức đầu ra, mưa để nhảy mũi. Thì 640 quá.
bao nhiêu tuổi rồi? Không phải. Anh cũng ông bố cũng còn trẻ vậy mà. Dò ra, lấy dò ra đi. Ủa sao nó không vô kiếm được hả? Trời ơi, vô mới được, trả lại đi. Vô rút vô trong nó mới được. Lấy tay coi. Dạ hai để mới rút cho được. Hai tay. À hai tao hỗ trợ. Nhả xuống hai chút chứ, nhả xuống chút. Đẻ cái này để cho nó gắt. Nhả xuống chút, nhả xíu. Nhả xuống chút. Nhả cái đầu này xuống chút. Ờ, nữa đi, nữa đi. Ờ, cho nó sát vô, càng sát càng tốt. Ờ. Gái gì hả vậy? Gái hả? Gái lớn gì hả? Gái lớn hả? Có chồng có cháu ngoại. Tại giờ tẩm cho mày đó. Được rồi. Được không? Lấy đề làm lại. Phòng em mới được. Phòng em mới được. Bấm e á. Bấm kia. Bấm e á. Bấm e luôn rồi đó.
hai bình tiếp xèo à. Đưa 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 cái bình kia cái ăn đi. Đây. Cái bình sao bình? Bảo hiểm đó chứ. Này nè là nó dữ lắm. Gì? Còn con thôi nó khác. Đưa theo con cỡ to cỡ nằm dữ chở đi. Thôi bây giờ lấy số điện thoại đi chứ Facebook rồi đi mình liên hệ với nhau rồi mình hẹn nhau rồi trên mạng rồi nói chuyện rồi sao? Biết đâu trời tính không bằng người tính hay không? Trời tính không bằng người tính đâu. Để quay hình ảnh lại đây về cho mẹ xem cái nữa nha. Ồ có cái máy thái đó, máy thái đó ở đây chạy được hết. Đây là chuyển xuôi mới nha. Chuyển xuôi mới. Con cái. Đợt là một con cái nhậu em hơi dày quá. Chở xuống 1 triệu hơi dày. Chở xuống Cần Thơ để hông con gái mà chịu. Chưa, ý nữa là xuôi là mới lần đầu luôn đó. Con gái làm chạy 200 cây số. Ngày này thứ hai mà. Tôi có hai đứa, ăn đứa gái nhỏ có 11 tuổi rồi à. Mới làm xui lần đầu á. Tôi còn nhỏ tuổi mà đâu có nói đâu. Có 50 à, 49 tuổi à. Gì mà ông già vậy trời, mà ông cỡ 4 mấy rồi, hồi đó thì ông nói ông cỡ 46 à. Cũng là 46 gì? Này nó sao nó mặt mình già mà nó đoán tuổi mình nhỏ. Ủa lộn, ngồi được. Ủa tuổi ông già với vậy quá, lộn mình nó lộn nó. Nó nói không có vô, không có vô. Rồi. À. Trời trời tính không bằng người tính không bằng trời. Giờ lấy câu đó nghe, cũng chết nữa. Có máy gì đó, tiện này nó chở cho. Rồi. Chú xài máy gì đó không? Có chứ. Vậy mua đi bán lại cũng ông, có luôn. Ông ở dưới Long Xuyên mà có chở máy lên đây ông điện không? Ông mua ông bán ở phòng ngoài à. Gì? Ba phòng á. Ừ. Ông mua ba phòng ăn không được đâu. Tại ba phòng ổng có xe. Ông có chiếc Isuzu của ổng. Nè, họ lần lúc trước tôi giao cho ba phòng. Gì chắc bán xe luôn. Trời qua mà nó 700. Trời ơi là trời. Bán xe thiệt có gì vẫn chơi. Chị cho nhiều. Cái 800 đây. Thôi. Có máy lụ vô đó nghe. Về ông nói cho đàng hoàng nha. Máy đang quay phim đó. Rồi, ông nói giá đã rồi về. Giá khác. Trên này anh em bắt lỗi chết, anh em độc lắm. Lên YouTube anh em độc lắm. Anh em trên comment ghê lắm, đừng có chứ đừng mà có nói vô lậu nữa. Ê, thằng này mắc, thằng này giả không được, không được, không được, phải éo lại. Thôi về. Rồi về. Rồi về. Vô chợ tạm biệt đây. Về chị xui ơi. Về đâu rồi? Dạ. Vô giọng nó đi, nó làm sao anh lên anh mua quăng lên. Ừ. Rồi về luôn. Cào chứ cào. Cái gì nhà không có đàn ông cũng khó ha. Khó. Làm gì cũng không được chứ. Làm gì cũng được chứ không có đàn ông mới được. Cho mẹ mình trên làm vậy. Ủa nhỏ gái lớn bỏ của thằng chồng nó đâu chị? Mời đừng nại đó, đứng dưới bà lúc mình mới lại đó. Ờ, đứng dưới tới đây á. Ờ, đi bên kia đứng đó. À, nhỏ đó mà kẹo qua ốc luôn. An vô, An gặp mấy đứa, An không dám nói chuyện rồi. Không có ngọt gì ở nhà giờ mình lên. Vô có lạnh là mình ngồi mình thưởng tới nhà thôi đó. Đi xe này là bao nắng hả anh em? Bao nắng. Anh em nào có trải nghiệm dãy núi mới trái em gài thì cứ lên huyện Chi Tôn anh em ơi.
thì mình sẽ review cái núi trái này nha, cho anh em xem. Rồi thì một cái hành trình mình đi lấy cái con máy cày này thì cũng đã trên đường đi về anh em, thì anh em có gì mua cần chở máy gì từ Bắc ra Nam gì đó thì anh em liên hệ với anh này nha. Giá hữu nghị lắm anh em. Này là John Long Chiên anh em. Biệt danh là John Long Chiên, là nickname là chú tài xế. Anh em cứ làm phút là gõ vô chú tài xế, anh em hiểu rõ bản tánh của anh này nha. Anh em lên gõ hiện không có chết luôn á. Khỏe đó. Trời vô chậm nay nó nắng. Không mà có máy lạnh vô làm cho nó khỏe hơn mình hơn, dễ thở hơn mình. Dễ thở hơn, dễ nắng hơn, nắng ấm quá ấm. Đi xe này là bao luôn. Để chút xíu nữa mình cũng cái hành trình mình đi chút xíu nữa mình ghé mình cho anh này tắm cái anh em. Có đem đồ theo nghe, quần áo nè, đây. Đem quần áo theo sẵn nè anh em, thì chút xíu nó tắm xong rồi thay anh em. Có thiếu quần này, hai quần nè. Cũng anh cũng đem đây có bộ quần để anh đi. Trời ơi, ai đâu mà lấy quần khác không à. Lấy là cái gì anh? Cái quần nè. Không mà lấy em cho quên. Mà em biết đâu gì kêu. Quên em quần chứ. Quần con nhỏ đó. À, rồi dạ. Tính đem gì làm kỷ niệm phải vậy á. Nhỏ mà chính tuổi á. Chạy. Chạy luôn à. Tính đem gì làm kỷ niệm phải vậy á. Mình về tới anh em ơi. Thì bây giờ mình xuống máy nha. Cho xuống máy nha. Đây 24 rồi. Gắt luôn cho anh. Móc vô sát gắt luôn. Rồi. Rồi, đây. Rồi. Right.